Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái dự án điền form nhé. Dự án đầu tiên sẽ là một cái dự án mà không có rep các bạn nhé. Thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình để nhận coin free. Dự án này sẽ là có tên là EPF. Dự án này khoảng 20 đô la EPF. Sẽ phát vào ngày 1 December nhé. Thì các bạn sẽ thấy cái website của nó đây. Thì mọi người, nói chung là với cái dự án này, các bạn muốn check cái website thì các bạn check, mà không check thì thôi. Đấy, mình thấy là cái dự án này cũng khá là ngon. Một dự án DeFi sẽ list ở Uniswap hoặc là MXC, KuCoin, Robit hoặc là MesaTalk, những cái sàn khá là lớn. Nó cũng có những cái round map cũng như là các thứ đầy đủ. Airdrop thì các bạn thấy ở đây. Đây là cái form mà các bạn điền form bây giờ đây. Các bạn thấy ở đây là HG6 phải không? Ở đây cũng HG6, đúng rồi. Đấy thì các bạn, cái dự án này nó sẽ không có rep, cho nên là mọi người sẽ ấn vào theo dõi cái group này. Nó chỉ yêu cầu rất đơn giản là theo dõi hai group và theo dõi Twitter thôi. Đấy, các bạn ấn follow nhé. Đấy, ở đây thì mọi người cứ thấy là một số bạn cứ hay hỏi là tại sao là nó không có những cái open web như trước đây, thì mình cũng chưa tìm hiểu. Để mình tìm hiểu mình sẽ ấy cho mọi người, cho nên mình sẽ phải copy tên để mà tìm. Ở đây các bạn ấn vào join nha. Đấy, ở đây thì các bạn cũng thấy copy cái tên này để đằng sau này để tìm nhé. Tìm ở trên Telegram nhé. Đây các bạn sẽ vào đây để tìm. Đấy các bạn thấy là đây, group ở đây nữa là hai. Đấy, hai group xong rồi nhá. Cái Twitter cũng xong rồi nhá. Thì mọi người sẽ vào đây các bạn điền này, full name, ví dụ ở đây name của mình nhá. Ví dụ của mình là Nguyễn Văn Tiệp này. Cái email của mình thì các bạn sẽ vào cái email nhé. Các bạn copy lấy email. Các bạn có thể đổi sang email này. Email chính của mình. Ở đây thì là cái tên Telegram nhé. Thì các bạn sẽ vào đây phần setting. Mọi người copy lại. Mình sẽ hướng dẫn nhanh cho mọi người cái dự án này nhé. Twitter thì mọi người sẽ vào phần profile, các bạn copy lấy Twitter name, mọi người paste vào đây nha. Ở dưới thì các bạn sẽ sử dụng ví ETH ERC20, các bạn sẽ sử dụng, vẫn là sử dụng ví MetaMask nhé. Sai. Ok, các bạn sẽ ấn copy. Đây, ví này. Mọi người dàn ví vào đây và ấn gửi thôi. Rồi, ok. Như thế là xong cái dự án đầu tiên nhá. Đấy, các bạn quay lại nào. Đấy, cái dự án không rep ở đây nhá. Và dự án đầu tiên. Một cái dự án thứ hai thì nó lại có rep. Đây là cái dự án Cupcake Swap. Hình như đây là một cái sàn gì đấy. Dự sẽ list ở trên sàn Uniswap. Thì mọi người sẽ ấn vào form. Đây là cái website. Mọi người sẽ check qua một ít về website của nó nhé. Đây, website cũng khá là ok. Đấy, dự là Uniswap, Hotbit, Bitfarm, Gate nhé. Đấy. Dự án cũng rất là ngon nha mọi người. Những cái dự án như thế này là ngon đấy mọi người ạ. Đấy, Swap Stake Connect. À, nói chung là nó như kiểu một cái sàn của Uniswap thôi. Nhưng mà cái mình nghĩ là cái mấy cái này thì nó như kiểu gọi là đi sau để muộn đấy. Một cái hệ thống DeFi. Các bạn thấy là Airdrop của nó thì cũng là cái link ở đây. Các bạn check ở đây là UTG. Ở bên này cũng là UTG nhá. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào đây. Các bạn sẽ follow Twitter này. Theo dõi cái này này, rất chuyên pin post và tắt năm bạn bè, thì mọi người sẽ làm tiếp follow nha. Ở đây các bạn like này, cái rất chuyên thì mọi người ấn vào cái, mình nghĩ là mình sẽ ấn vào này. Đấy, mình sẽ viết một cái bài viết như kiểu là status.
Đấy, ở đây thì mọi người sẽ ấn vào đây là cái năm bạn bè. Thì các bạn sẽ copy đấy. Cái này là của mình nhỉ? Không biết là của mình hay của ai đấy. Đấy, thì các bạn sẽ tiếp này. Chọn bạn của mình nhé. Mình không nhớ cái tên của bạn mình nữa. Đây, một. Tiếp. Hai. Tiếp nha. Ba. Bốn rồi. Tiếp một bạn nữa này. Đấy, năm bạn. Rồi, các bạn đấy, ấn vào profile. Quay lại nhá. Ở đây thì các bạn sẽ ấn vào địa chỉ email. Thì các bạn vẫn là điền cái email lúc nãy nhá. Đấy, vẫn là email thôi. À, nó lại ra cái email gì nhỉ? Đây chứ. Mình thích dùng account này thì mình dùng account này thôi. Ok, switch your name thì mọi người sẽ vào đây. Profile đây, switch your name ở đây. Hình như là mình tắt tắt mình ở bên dưới ấy. Nguyễn Văn 1967 đây. Mình có làm đúng chưa nhỉ mọi người? Đây nha, mình có tắt bài viết này nha, năm bạn nha. À, đây là bạn Khải tắt mình. Mình lại cứ tưởng là mình tắt tự tắt mình đây. Phải không? Đây là mình đúng rồi nhá. Ok. Đây ở cái link mà các bạn đã retweet đấy, để đây nha. Các bạn copy lấy link nhá. Dán vào đây. Ok, Telegram thì mọi người sẽ vào đây. Copy này. Đây, ok, đây là cái ví nhá, vẫn sử dụng ví ERC20. Đấy, các bạn copy lấy ví nhá. Copy này. Đấy, ở dưới thì là cái người giới thiệu thì các bạn sẽ vào đây. Đây của mình là Penny An 1983. Đây là cái link cái Twitter tên của mình. Đấy, bạn nào mà muốn theo dõi mình thì các bạn cứ ấn theo dõi nhé. Mình sẽ theo dõi lại. Ok, tiếp theo là các bạn ấn gửi thôi nhé. Các bạn đã làm xong hết tất cả các nhiệm vụ. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn có thể tham gia nhé. Hai dự án khá là ngon nha mọi người. Đấy, đã check qua cái dự án này thì ngon này. Giờ chỉ có 5.000 người thôi mà bây giờ đã 1.000 rồi. Thì bạn nào mà chưa làm thì làm nhanh nhé. Đây, 3.800 rồi chứ. Chứ không phải là 1.000. 3.800 nhưng mà cái chỗ này, chỗ Redwin này mình thấy sao là nó vẫn còn ít nhỉ. Đây 4.092 người theo dõi. Nhưng cái chỗ Redwin này thì mình thấy là khá là ít. Đấy, cái này cũng là mấy nghìn này. Ok, thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn hai dự án khá là ngon nha mọi người. Thì bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn tham gia nhé. Link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả và phần mở rộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.